Hoa hậu Xuân Hạnh và Á hậu Minh Kiên có nhan sắc tương đồng nhau. Trong một clip cận cảnh khuôn mặt được tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh mới khoe trên trang cá nhân, fan sắc đẹp Việt phát hiện nhan sắc của người đẹp khá tương đồng với Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Minh Kiên. Hai nàng hậu thế hệ 2K có hình dáng khuôn mặt giống nhau, chiếc mũi cao và đặc biệt là đôi mắt to tròn ấn tượng. Nếu đôi mắt của Á hậu Huỳnh Minh Kiên mang nét trong trẻo đáng yêu, thì đôi mắt của Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh lại vô cùng sắc sảo và hút hồn. Thậm chí, trong khi không ít người đẹp mỗi lần bước vào các đêm thi quan trọng đều dùng tóc giả để có được mái tóc bồng bềnh bắt mắt, thì hai cô bạn xinh đẹp này hoàn toàn chỉ có mái tóc tự nhiên. Trước khi cắt ngắn đến ngang lưng, Á hậu Huỳnh Minh Kiên sở hữu suối tóc dài đến gần 1 mét, chạm đến hông. Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh khiến không ít bạn gái cùng trang lứa đồng cảm vì cũng có phần tóc mái bò liếm. Thêm một điểm chung nữa, đó là nhan sắc của cả Huỳnh Minh Kiên và Bùi Xuân Hạnh đều hoàn toàn tự nhiên, chưa hề can thiệp giao kéo, tràn ngập năng lượng thanh xuân tươi trẻ. Fan sắc đẹp dự đoán với tính cách và học vấn của Minh Kiên và Xuân Hạnh, chắc chắn sự nghiệp tương lai sẽ vô cùng rộng mở, sẽ ngày càng có nhiều người ủng hộ hai cô bạn đáng yêu này.